thật là tuyệt vời, chi tiết, sắc nét và tinh tế. Trước mắt các bác và anh em, Hạnh Nguyễn đang test và giới thiệu về những cặp loa Mỹ cao cấp, cũng như là sự kết hợp hài hòa giữa những cung đẩy QSC được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ. Thì đây là những thiết bị âm thanh mà có rất nhiều bác muốn mơ ước và sở hữu cho riêng mình về vấn đề nghe và hát karaoke. Thì trong clip ngày nay, Hạnh Nguyễn đã giới thiệu đồng bộ những cặp loa sở hữu bát 30 phù hợp cho không gian từ 20m² đến 35m². Nó sẽ cho ra một chất lượng âm thanh đầy nhất, đủ nhất và chi tiết nhất. Cũng như là những cục đẩy QSC được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, phù hợp cho các dòng loa đánh 30, những dòng loa 40 và những dòng loa như là Bose. Bây giờ em sẽ sát lại gần giới thiệu chi tiết lần lượt các bác nhé. Đầu tiên là những cục đẩy QSC. Thì những cục đẩy này là cục đẩy được sản xuất tại Mỹ và do người Mỹ sản xuất. Dòng đẩy này là nó chạy một cái mạch có thể nói cao cấp nhất hiện nay. Tức là nó tích hợp tất cả những công nghệ tinh túy nhất từ những cục đẩy như là class A này, class H này, TD này. Và đây là con đẩy chạy mạch class D. Đúng vậy, nó đưa ra một chất lượng âm thanh trong trẻo, hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng ít nhưng mà công suất khỏe. Và có mã là QSC DCA 2422. Công suất đưa ra là 700W một kênh bạn nhá, 700W một kênh. Đẩy 2 kênh. Do vậy, với những con đẩy này, bác phải chơi những cặp loa như là 30, 40, 20 cực kỳ phù hợp và có thể khai thác là triệt để các chất âm của nó. Thì cái đời này nó chỉ có sản xuất tại Mỹ và do Mỹ thôi nhá. Về tình trạng máy thì độ đẹp nó tầm 97% đến 99%, tức là mạch class D, mạch tất cả mạch bác ạ. Bo vỉ còn xanh nét, tất cả điện trở mới cóng luôn. Đấy, như tụ điện, điện trở rồi là mọi thứ mới cóng luôn. Gần như là chưa sử dụng tại nước ngoài bác nhá. Gần như chưa sử dụng tại nước ngoài. QSC DCA 2422 nó chạy nguồn xung và mạch class D, có thể nó cao nhất trong hệ thống đẩy bây giờ mà con người đang dùng trên khắp toàn thế giới. Thì những con đẩy như này nếu mà giá hãng đưa ra là cực kỳ đắt luôn nhá, cực kỳ đắt luôn. Đấy, nhưng mà em đây là những con đẩy gọi là chưa sử dụng tại Việt Nam cũng như chưa sử dụng tại Tây, nó có hàng lướt thôi. Thì bên em cung cấp với giá là 11 triệu đồng trên một cụ đẩy. Và trong đầu năm này, bác nào có nhu cầu mua sắm thì bên em đã lì xì liền tay 500.000 đồng thôi nhá. Thì còn 10.500.000 đồng bao ship, chạy điện áp là 220V, công suất là 700W một kênh, sản xuất tại Mỹ do Mỹ, Made in USA, QSC chạy mạch cao nhất bây giờ và thế giới đang dùng thôi nhá. Nó sẽ có hiệu suất rất cao về công suất nhưng tiêu thụ điện năng lại rất cực ít. Đấy, cực đẹp, cục đẩy nhẹ tầm khoảng 90 cân thôi nhá, có thể xách tay được, xách tay được, cực kỳ đẹp, sâu sắc. Zin đẹp, chưa sửa chữa, hàng thiếu hộp xốp bạn nhá. Đấy là con đẩy. Và tiếp theo nữa thì em sẽ giới thiệu lần lượt bác những cặp loa có thể nói là có thương hiệu nhất nhìn thế giới luôn. Nói về dòng loa JBL. Đầu tiên là cặp loa JBL có một đen là MRX 512. Thì đây là một dòng loa được các anh em IO cũng như người dùng đánh giá là dòng loa có thiết kế đẹp nhất, tinh tế nhất bạn nhá. Nó là thùng gỗ và sơn sần nhựa polymer, được lắp ráp và sản xuất tại Mexico, sở hữu một bát mưa 30 leo và một tép leo, công suất cực lên khủng khiếp, khởi động là 400W bạn nhé và liên tục là 800W, mắc là 16, trọng lượng 15kg, rất nhẹ, có thể một tay nhất là hai quả luôn bạn nhé. Đấy, thùng vỏ mới. Thì cái này về phần nội thất ý, thì em cam kết bác đẹp xuất sắc luôn. Bác nhìn được cái vỏ ấy, đúng không, đánh giá là chất lượng âm thanh rồi, đánh giá là cái các đẹp hơn. Thì có giá là trên 20 triệu thôi nhá. Có giá trên 20 triệu, rất đẹp luôn. Loa của em thì nói chung là có thể các bác mua đâu đó nghe rẻ hơn 1 triệu ạ. Nhưng mà để mà so sánh thì không có, không bao bằng những loa nó đắt. Tiền nào cổ đó bác nhá. Bác nhìn này, từ nước sơn, từ bầu sơn. Đấy, nó còn nguyên bản, zin tuyệt đối bác nhá. Zin tuyệt đối từ thùng luôn, chứ nói về cái cổ bát lòng ruột mới quét luôn. Từ cái tem bác nhá. Đấy, còn long lanh này, đẹp góc luôn.
rất đẹp luôn. Đấy, 512 bát 30 leo. Công rất khủng. Và tiếp theo đó là những cặp loa Mỹ bãi cỏ con này. Đây, Mỹ bãi cỏ. Con này có model là JBL ZX100. Thì cái Sony 100 nó có rất nhiều. Đúng không? Như đây là ZX112M thì 1 bát 30. Từ 16 họng còn 70 và một tép kèn từ 9 họng 105. Thì với dòng loa này được anh em đánh giá là dòng loa có thể nghe hay và hát karaoke tuyệt vời. Có thể bao cái phòng tầm 20 cho đến 35 vuông. Nó đủ với lời quá nhá. Đủ lời, một tép kèn. Và 1 bát 30. Đấy, con này tiếng nó ra leng keng và nó sắc nét là giải cao và nó uy lực ở giải bát, nó ngọt ngào ở giải trung. Thì một dòng loa đáng để chơi và đáng để sưu tầm anh em nhé. Bên cạnh đó là những cặp loa có thể nói là gần như là cuối cùng của JBL, gần như là cuối cùng của JBL. Thì dòng này nó là nằm trong chuỗi STX 800 anh nhá. Thì có nhiều model khác nhau nhưng đây là model là STX 812M nhá. Đây, dòng này thì nó thiết kế hoàn toàn khác với dòng trước đó, tức là thùng mà dày hơn, chắc hơn và nặng hơn nhá. Thùng này rất là dày, thiết kế kiểu loa monitor. Đấy, lời con này cực kỳ rót luôn. Thiếu một mát 30 từ 22,100 và một tép kèn học 100 nhá. Con này lời rất mạnh, tiếng bắt uy lực. Đấy, thùng dày bịch luôn, thùng sơn dần nhựa polymer. Đấy, thì những cặp loa này bên em đang cung cấp với giá là 41 triệu. Như thị trường đang bán giá tầm khoảng 44-45 triệu nhá. Bên em đầu xuân khai xuân các bác luôn. Kích thước nhỏ gọn, bao phòng tốt luôn, hỗ trợ lời tốt quá nhá. STX 812M. Và kể đến là những dòng loa như là đời 4 số. 4 số đấy nhá, con này nó là SR4702X. SR4702X thiết kế vô cùng nhỏ gọn luôn. Đó, thùng gỗ sơn dần cát. Thùng gỗ sơn dần cát thô. Thiếu 1 bát 30 từ 22,100 và một tép kèn từ 14 họng 4.4. Thì với dòng loa này nó cho tiếng bát đánh mạnh mẽ, uy lực, giải lời trong sáng, giải tép leng keng. Thì khi nói về loa Mỹ bác nói thì gần như là tiếng tép nó có cái đặc đặc trưng riêng ấy, tức là tép bao giờ nó cũng rất là sắc gọn, trong veo, trong vắt, leng keng và dễ nghe. Giải bát thì mềm mại, êm ấm, giải trung thì ngọt ngào. Đấy, bên cạnh đó là những cặp loa mà em rất thành công trong nhiều năm vừa qua, những cặp loa Motivity nhé, nhập khẩu chính hãng chính ngạch, có thuế má. Thì dòng Motivity này nó sở hữu 1 bát 30 tép kèn, phù hợp cho các bác hát karaoke, giọng ca thoáng loãng rộng rãi này. Motivity công suất rất khủng nhé, 350W. Đấy, tổng loa là 700W, đánh ở chở 8 ohm. Thì bên em đang cung cấp với giá con này là 12 triệu bao ship. Đấy, đầu xuân có thể lì xì anh em một chút nhá. Hàng mới tinh và cái độ hỏng nó còn khó hơn là không hỏng nhá, riêng loa Moti này. Đấy, mà em cũng cung cấp rất nhiều dòng loa nhập khẩu nhưng mà để vượt được cái loa Moti này em nghĩ là rất là khó nhá, rất là khó. Nên nghiêm túc luôn, hỗ trợ đầy đủ của giá treo ở trên đỉnh đầu, lòng ngang và giá ba chân. Đôi này là 12 triệu nhá, đầu năm có lì xì. Và cặp loa 470X này em báo giá đúng không là 30 triệu. Đấy, rẻ hơn thị trường rất nhiều. Cặp loa STX này giá là 41 triệu thôi nhá. Và cặp loa này giá trên 20 triệu. Cặp loa dưới là ZX12M giá là 12 triệu 500. Còn anh em nào có nhu cầu với quả súp cao cấp nhá, được sản xuất tại Ý rồi, Ý đây, giờ xếp đây về alo cho em bắt 30 nhỏ gọn. Đấy, những cục đẩy QC. Rồi tiếp đó em sẽ lùi sâu vào một chút để giới thiệu bác về những cặp loa 4 số đấy. Đây là những cặp loa có thể nói là bao phòng rộng, đủ các giải luôn. Giải bát con này đánh thì rất là uy lực rồi. Nó sử dụng một củ bát cối từ 22,100 và một ống dẫn âm nhá, một trung 20. Nó cho cái lời ca nó đi xa và nó tròn trĩnh. Và một tép kèn tái hiện lại những giải cao. Con này là 4735X nhá, 4735X, đẹp xuất sắc luôn. Thùng gỗ sơn sần nhựa polymer, đấy, cao cấp. Một mắt 40 từ 22,100, một trung và một tép. Thì lần này chỉ có sản xuất tại Mỹ, nhưng anh em đang bán với giá mức độ khoảng tầm 55 triệu nhá, 55 triệu đấy. Nhưng bên em sẽ nhập tốt hơn. Loa thì đẹp xuất sắc quá nhá,
zin tuyệt đối anh em luôn, cam kết zin tuyệt đối là xuất sắc. Đấy, bác em nhìn thùng bó này có giá là 48 triệu đồ xuân mới nhá, 48 triệu đồ xuân, 4735 bích, đẹp xuất sắc. Anh em có nhu cầu alo cho em nhé. Con này thì hát karaoke và nghe nhạc đỉnh cao rồi, của nghệ thuật rồi, không phải trình bày rồi. Tiếp đến những cặp loa như là 4732X mới nhá, con này nó để nó hay hơn nhiều cái dòng loa. Đấy, 4732X là một dòng loa có thể nói là thuộc phân khúc cao cấp nhất của Mỹ. Nó sử dụng 4 đôi tiếng, dùng 2 cổ bát 30 từ 2,100 và một tép kèn từ 2,200 mới nhá, và một tép xì để tái tạo giải cao trên 20 kHz. Thì dòng này như thị trường người ta đang bán giá 75 triệu nhá. Đấy, 75 triệu. Đấy, hoặc cái đến thậm chí đến 80 triệu. Nhưng bên em sẽ cung cấp bằng cái giá là nó sẽ mềm mại hơn nhá, mềm mại hơn rất nhiều so với thị trường. Anh em nhu cầu alo cho em. Đây 4732X. Đấy, 2 bát 30 từ 2,100, một tép cũng thế. Đấy, dòng này quá xuất sắc rồi. Rồi, những cặp loa như là 4733X nhá, 4733X thì bây giờ anh em đang cung cấp giá là hơn 60 triệu, 66 triệu đi. Đấy, nhưng đầu xuân này nhá, bây giờ em sẽ cung cấp giá là 60 triệu. Đấy, bán rẻ nhá, mà bao zin, bao đẹp anh em luôn, bao chuẩn xác luôn nhá, bao tất cả xuất sắc luôn, chạy hoạt động từ an rét là tốt luôn, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài thì giá là 60 triệu anh em nhá, bao giá thẳng luôn. Anh em có nhu cầu đầu tư alo cho em. Đấy, thì có thể rẻ chỗ khác đâu đó 5, 6, 7, 8 triệu có thật mà nhá. Và những cặp loa như 4733 đây, con này thì nó là một dòng loa có thể nó rất là cơ bắp, nó trông rất là kiểu như là xã hội mà nhá. Và riêng con này thì mắt đánh như bom luôn, trả lời quá rộng thanh thang thì giá trên là 1 triệu anh em nhá. Đấy, rồi những cặp loa nữa là cặp loa như là MR825, dòng loa này được đánh giá dòng loa có thể nó rất phù hợp cho anh em hát gia đình cũng như nghe nhạc, thiết kế nó rất là đẹp mắt mà nhá, nó có độ gân guốc, đấy, có độ cơ bắp và hài hòa, một bát 40, một tép kèn thì giá bên em cung cấp giá là hơn 20 triệu. Đấy, xuất sắc quá nhá. Và cặp loa 4655 là xuất tại châu Âu đây, con này nó không chuyển châu Á nên không biết tại sao nó lọt vào châu Á không nhá, đẹp xuất sắc leng keng luôn, mới đét bốn số 4655, giá tầm 26 triệu. Đấy, anh em nhu cầu alo thì em nhá. Rồi, ở những cặp loa như là 4 số SG4725A mình cũng cung cấp giá khoảng 29 triệu nhá. Con này bắt 40 tép kèn, vẫn ra lọc gia hạn lọc đầu năm. 4735 rồi là dòng loa 4725. Đấy, những dòng loa như là 615 em về rất nhiều nhá, đẹp leng keng luôn. Đấy, giá thì hợp lý dưới 30 triệu. Mọi thông tin mua sắm phối ghép các bạn liên hệ với em số điện thoại 0936 583 40. Thì ngoài dòng loa cao cấp với em còn rất nhiều đẩy nhá, đẩy BS 2 kênh 3 kênh, đẩy Moti nhá, đều chương trình khuyến mại sắp sàn cả. Và cũng nhân đây giới thiệu luôn cái bộ combo đồng bộ này, đây BS Acoustic nhá, cao cấp nhất của hãng, tức là không có loại nào cao hơn của hãng BS Acoustic mới tung ra tại thị trường Việt Nam vào năm 2023 này. Trước khi dừng clip này, anh Nguyễn xin cảm ơn các bác và chúc bác một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập năng lượng và yêu thương nhá. Anh em chào các bác.